Thưa quý vị và các bạn, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai đã chính thức được nối lại vào tối ngày 5 tháng 7. Để việc thông quan không bị gián đoạn, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm tới việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho lái xe trung chuyển và hàng hóa trước khi làm thủ tục thông quan. Đây là bãi tập kết hàng hóa trước thông quan nằm trong khu vực cửa khẩu Kim Thành. Các xe hàng được lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phân luồng điều tiết thành hai khu vực riêng biệt. Đối với xe chở trái cây sẽ được ưu tiên xuất khẩu trước so với hàng hóa khác. Vải thiều được vận chuyển từ Bắc Giang lên Lào Cai từ sáng sớm và sẽ thông quan luôn trong ngày. Trước khi thông quan, các xe được phun khử khuẩn đảm bảo đầy đủ quy trình phòng chống dịch. Phòng chống dịch thì ở bên Việt Nam mình cũng phun khử trùng từ ở chỗ địa điểm đóng vải, cũng làm rất tốt. Cũng không có gì để sai sót cả. Nên đây thì vẫn phun kiểm dịch xong thì mới cho sang thôi. Đáp ứng theo quy định của Trung Quốc, nếu mà đề ra như nào thì mình làm đúng thủ tục như thế. Sau khi thông quan, hàng nông sản sẽ được lái xe trung chuyển phía Trung Quốc tiếp nhận và vận chuyển qua cửa khẩu. Tại đây, trái cây sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình phòng chống dịch từ phía Trung Quốc trước khi đem đi tiêu thụ. Thời gian thực hiện đầy đủ những quy trình kéo dài từ 24 giờ đến 48 giờ. Vẫn đảm bảo hàng hóa giữ được phẩm cấp chất lượng. Khi điều khiển phương tiện tham gia vào hoạt động trong khu vực cửa khẩu thì phải chấp hành đúng cái phòng chống dịch như đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo cho cái quy trình xuất khẩu. Thứ hai nữa là đối với lại doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa thì phải quản lý chặt chẽ từ cái khâu nguồn gốc CBCQ để làm sao cho cái phương tiện hàng hóa đó, chở hàng hóa đó, nó đảm bảo nhất, không bị có như nào phía bạn từ chối. Dự kiến trong thời gian tới, khi hai bên thống nhất được cái phương án xuất nhập khẩu, tỉnh Lào Cai sẽ cho lắp đặt máy PCI ngay tại khu vực cửa khẩu để phun khử khuẩn hàng hóa trước khi xuất khẩu. Điều này được hứa hẹn là đẩy nhanh được tốc độ thông quan đối với mặt hàng trái cây của Việt Nam, nhất là đối với quả vải thiều. Tỉnh Lào Cai vẫn đang nỗ lực thiết lập vùng xanh an toàn tại cửa khẩu để đảm bảo hàng hóa thông quan không bị gián đoạn. Tính từ ngày 27 tháng 6 đến nay, đã có trên 4.000 tấn trái cây được xuất sang Trung Quốc, trong đó có khoảng 3.000 tấn vải thiều.